Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết trên kênh VTV Tiếng. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, miền Bắc trời sẽ khô ráo hơn. Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, mưa giảm hẳn vài nơi. Trong khi ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và khu vực Trung Du Đồng Bằng vẫn còn có mưa rải rác. Dự báo trong đêm nay và sang đến ngày mai, vùng hội tụ gió di chuyển xa phía biển, miền Bắc giảm mưa hẳn. Bên cạnh đó, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ trời còn có nắng về chiều, nên nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ tăng lên ngưỡng từ 23 đến 26 độ. Trong khi đó, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ do vẫn còn chịu tác động của khối không khí lạnh, nên dù mưa giảm nhưng nhiệt độ vẫn thấp, chỉ từ 16 đến 19 độ. Rét đậm vẫn tiếp tục xảy ra trên diện rộng, riêng ở khu vực vùng núi và trung du có nơi rét hại. Đến tối và đêm mai ở Bắc Bộ trời tiếp tục rét, vùng đồng bằng có nơi rét đậm, vùng núi và trung du có nơi rét đậm rét hại, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11 đến 14 độ, vùng núi từ 8 đến 11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Dự báo từ thứ bảy của tuần này, tức là nhằm ngày 19 tháng 2 sắp tới, sẽ có thêm một đợt không khí lạnh mới tăng cường xuống nước ta. Tình trạng rét đậm rét hại tiếp tục xảy ra ở vùng núi phía Bắc. Ảnh hưởng lớn của đợt không khí lạnh này cũng sẽ gây ra một đợt mưa lớn trên diện rộng. Lưu xuống khu vực miền Trung, trong ngày hôm nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 17 độ. Dự báo trong đêm nay, trải dài từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế sẽ có mưa nhiều nơi, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Sáng đến ngày mai, khu vực các tỉnh phía Bắc đều hải văn, từ Thanh Hóa và Nghệ An mưa giảm, nhưng khu vực phía Nam đều hải văn, từ Đà Nẵng trở vào cho đến Ninh Thuận. Do chịu tác động của khối không khí lạnh và nhiễu động của đới gió đông nên sẽ có mưa rải rác. Vì nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế giảm chỉ còn từ 15 đến 18 độ, trời rét. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi nhiệt độ còn 22 đến 25 độ. Các tỉnh từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ cũng dao động trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Lưu xuống khu vực phía Nam, nhiễu động trong đới gió đông cũng tác động đến khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, làm cho cả hai khu vực này trong ngày hôm nay và ngày mai nắng sẽ yếu đi. Ở vùng cao Tây Nguyên, cục bộ có nơi có mưa. Trong khi đó, ở Nam Bộ, vùng ven biển miền Tây, trong chiều tối sẽ có mưa rải rác. Những cơn mưa trái mùa này sẽ góp phần làm cho nền nhiệt trong ngày ở Tây Nguyên giảm xuống chỉ còn từ 29 đến 32 độ. Các tỉnh Nam Bộ nhiệt độ cũng hạ xuống mức từ 31 đến 34 độ. Nắng nóng ở các tỉnh miền Đông tạm thời chấm dứt. Chuyển sang thời tiết trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc của Biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 4 đến cấp 5. Mưa dông rải rác xảy ra ở khu vực huyện đảo Trường Sa, làm cho tầm nhìn xa bị giảm xuống dưới 10 km. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho tất cả các vùng miền trong cả nước trong ngày và đêm 15 tháng 2 năm 2022. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, gió Đông Bắc cấp 3, trời rét, với nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 18 độ. Chuyển sang thời tiết khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây, trời nắng, trời rét, có nơi rét đậm rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết, với nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, có nơi dưới 11 độ.
nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 19 độ, riêng khu Tây Bắc từ 23 đến 26 độ. Chuyển sang thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, không mưa, gió Đông Bắc cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Với nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 14 độ, vùng núi từ 8 đến 11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ, nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 19 độ. Lui xuống khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời rét, phía Nam sáng sớm và đêm trời lạnh. Với nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, phía Nam có nơi trên 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 15 đến 18 độ, phía Nam có nơi trên 18 độ. Chuyển sang thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa rải rác, phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, với nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 25 đến 28 độ, phía Nam từ 28 đến 31 độ. Chuyển sang thời tiết khu vực Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Với nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ, có mây, ngày nắng, chiều tối và có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Với nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Bản tin dự báo thời tiết đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.